Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là một bức tranh có hình ảnh của một lọ sơn móng tay các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một hình ảnh bức tranh các bạn này. Và hình ảnh bức tranh của mình hôm nay thì là một lọ sơn móng tay với cái hình rất là đáng yêu mọi người nhé. Hình một khuôn mặt, mắt này, mũi này, phần tay này, chân nha mọi người, rất là xinh. Với cái tông màu sắc mình đã hoàn thành, đó là màu tím, màu vàng, màu nâu và màu đỏ các bạn nhé. Đó là những cái phân loại màu mà mình đã áp dụng và mình đã sử dụng để hoàn thành bức tranh. Và bức tranh của mình hôm nay thì được hoàn thành bởi cái bộ bút chì màu mọi người nhé. Bộ bút chì màu này của mình thì có rất là nhiều màu sắc nên mình đã dùng những cái phân loại màu này để hoàn thành bức tranh. Theo cái sở thích của mình, các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình nha. Và sản phẩm lọ sơn móng tay này của mình thì được photo lên ở trên cái nền giấy trắng khổ A4. Và đây là mình đã cắt đi cái phần giấy thừa rồi mọi người nhé. Và mình đã hoàn thành bức tranh với những cái phân loại màu mình yêu thích như thế này. Các bạn có thể sử dụng mẫu tranh này để áp dụng cùng với những cái mẫu bút như là bút chì màu, bút sáp màu hoặc là bút dạ màu để hoàn thành lên bức tranh với những cái tông màu sắc mà các bạn yêu thích nha. Mẫu tranh này thì các bạn có thể photo về cho các bé nhà mình tập tô, hoặc là các bạn có thể lên trên các trang thương mại điện tử Shopee để tham khảo những cái mẫu tranh như thế này mọi người nhé. Ở trên Shopee thì người ta cũng có bán rất là nhiều những cái sản phẩm tranh theo yêu cầu như thế này. Thì mọi người chỉ cần gõ là tranh theo yêu cầu thì nó sẽ ra rất là nhiều chủ đề, kèm hình ảnh và giá cho các bạn lựa chọn nhé. Và bạn có thể tham khảo cái mẫu tranh lọ sơn móng tay này của mình về cho các bé nhà mình tập tô với những hình ảnh của bức tranh rất là xinh như thế này. Các bạn có thể cho các bé nhà mình áp dụng cùng với các bộ bút màu để tập tô mọi người nhé. Trong quá trình tập tô thì sẽ giúp các bé nhà mình nhận biết ra được các màu sắc ở trong bức tranh mọi người nhé. Giúp cho các bé nhà mình rèn luyện được rất là nhiều những kỹ năng như là tỉ mỉ và khéo léo, phát triển tư duy logic và tăng khả năng sáng tạo nha mọi người. Màu sắc thì có thể do các bạn tự chọn để hoàn thành lên cái bức tranh mà các bạn yêu thích. Còn các bạn mà yêu mến lọ sơn móng tay màu tím giống như của mình thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình nhé. Và để làm ra được bức tranh xinh như thế này, các chi tiết không bị lem như thế này thì các bạn trong khi tô phải thật là tỉ mỉ và khéo léo nhé. Sẽ phải rất là tỉ mỉ và khéo léo thì mới ra được một bức tranh rất là xinh như thế này. Với những cái bé mà đang trong quá trình tập tô, mà mới bắt đầu tập tô thì các bạn có thể, các mẹ có thể dành bớt chút thời gian để hướng dẫn các con nha. Giúp các con sử dụng bút thuần thục hơn này, giúp cho các bé nhà mình tô và không bị lem những cái chi tiết nhỏ ra ngoài này.
Và ở những cái video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều những cái hình ảnh của những cái bức tranh với rất là nhiều các chủ đề khác nhau, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho các bạn về một hình ảnh của một lọ sơn móng tay với cái tông màu sắc chủ đạo đó là màu tím các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu tranh này về cho các bé nhà mình tập tô. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.